Ok, chào các bác. Bây giờ đến giờ thao chim cung gáy cho chim cho những đứa con của mình ăn. Và đây là cái cách của mình huấn luyện chim, khởi động chim trước khi ăn. Đấy. Các bạn có thể thấy là con chim thì nó mồ côi, nó đói và nó cần một cái trong cái cơn đói này nó cần một cái sự chăm sóc đặc biệt. Đấy, thì trước khi ăn này các bạn nên khởi động một chút để cho cái hệ men dịch tiêu hóa nó được khởi động. Và các bạn thấy là tôi rót tay vào nước và tôi rúm vào cái mỏ như thế này để cho nó tiết ra những cái men tiêu hóa. Đấy. Và thực tế là những chú chim này thực ra là tôi bón từ lúc 7 ngày tuổi cho đến bây giờ là 15-20 ngày tuổi là nó đã biết mổ rồi. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ bón bởi vì tôi vừa bón vừa để cho nó mổ. Bao giờ nó mổ cực kỳ thuần thục rồi thì tôi mới bỏ ra để bán cho các bác. Và thưa các bác là mỗi một chú chim của tôi là đều gắn cái số ở trên cái chân này, không bao giờ nhầm lẫn. Đấy, các bác yên tâm là như vậy. Đấy. Thì các bác có thể là tham khảo ở trên kênh Chim Cú Gáy Hay ở trên Facebook và trên YouTube. Và số điện thoại là 0163530982. Tôi tên là Thao, với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mong được học hỏi kinh nghiệm các bác đi trước, các bậc cao niên, và muốn giao lưu với anh em chơi chim cú gáy, đam mê chim gáy toàn quốc. Thì mình cũng chia sẻ một cái hình ảnh đó là thực tế của cái vườn chim, cái vườn chim nhỏ nhỏ của mình. Thì đây là mình sẽ bón cho chúng. Thì các bạn thấy là khi bón thì các bạn thấy là gì? Con chim nó phải trên cơ chế là mẹ nó ợ ra và con chim non nó rúc đầu vào miệng của con chim mẹ. Thế thì bây giờ mình cũng bắt chước như vậy. Bây giờ mình sẽ rúm cái ngón tay này để tạo thành một cái khoang, nó cảm tưởng như miệng của con chim mẹ. Và đây là cái xi lanh mà mình vẫn gọi là cái súng. Đấy. Mình có thể bơm cho các bạn nhỏ chim gáy của mình. Đấy, thì các bạn thấy là tôi huấn luyện làm sao đấy mà tôi đưa cái vòi này vào đây này. Đấy, tôi mớm từ từ này. Quay sát vào. Tôi đưa vào, tôi mớm từ từ. Tôi không phải giữ gì cả. Đấy. Quay sát vào miệng của nó. Đấy. Đấy. Tôi giữ này để cho nó phải luôn và tôi ợ từ từ. Tôi ợ từ từ để cho con chim nó cảm giác như được mẹ nó bón. Đấy, con này là xong để vào trong. Con nào diều còn tọp thì mình sẽ bón cho nó. Đấy các bác ạ, mình nuôi con gì thì nó cũng trên tinh thần là nó phải là thực tế, nó phải là đam mê. Và nó phải... Đó. Tôi bón chim thì chắc chắn là một số anh em sẽ có những cách bón khác nhau. Nhưng mà riêng tôi bón, tôi khẳng định với các bạn là 50 con, nếu để mà nói 7 ngày tuổi bắt ra tôi bón không chết con nào luôn. Đó. Đấy, các bác thấy là tôi chia sẻ như thế này để các bác giảm đi cái sự rủi ro trong quá trình những chú chim. Đừng rung hình thôi, để nguyên tay, không rung. Đó. Con này no rồi thì nó vẫn há mồm. Nó rồi vẫn há mồm, bỏ qua. Đó. Những chú chim này là những chú chim sau này sẽ lên khách rất là thuần các bác ạ. Thì tôi bón nặng sau khoảng 20-25 ngày là tôi cứ được quay cố đi. 20-25 ngày là nó, ui, xin lỗi các bạn. Đó, nó hơi quá tay một chút, nhưng mà con này nó ăn đủ. Đó. Đấy. Rồi. Đấy, các bạn nên bón cái diều của nó vừa phải. Nếu mà hình dung ra quả bóng thì các bạn chỉ bơm căng trong vòng khoảng 70-80% thôi. Nào. Đó, thì nó sẽ không bị nứt cái bộ diều của nó. Nếu các bạn bón no quá là nó không tốt đâu. Nó có thể là làm cho sặc phổi hoặc là nó có thể dạn nứt cái hệ thống tiêu hóa của nó. Nên các bạn cứ bình tĩnh thôi. Chắc chắn thôi, không có gì cả. Một cái xin anh này 20cc tôi có thể bón được 3-4 con một nhịp. Đấy, các bạn thấy rằng nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó phải có một cái gọi là đam mê.
đam mê các bạn ạ. Đấy, mặc dù nó ăn được rồi nhưng mà vẫn thể bón hỗ trợ một vài ngày nữa thì nó mới thành thục và nó không bị rủi ro, bởi vì là nếu nó đang tập ăn mà nó bỏ bữa là nó sẽ gầy, nó gầy chim, nó không đẫy chim các bạn. Đấy, đấy, những chú chim này là mình phải nuôi như những đứa con của mình luôn. Đấy rồi, ok đó, thì chỗ này là 7,5 đôi, bên kia là 7,5 đôi, có nghĩa là nó gọi là đó. Cái trường hợp này là các bạn mớm làm sao là để con chim không bao giờ bị sặc vào phổi, bởi vì cái cơ chế của cái cổ họng của con chim bao giờ nó có một cái đường tiêu hóa và một đường hô hấp. Nếu như các bạn phịch cái cám này vào cái đường hô hấp của nó sẽ bị tràn cái thức ăn vào cái phổi của nó và nó sẽ lù dù và nó bị gọi là cái diều của nó là nó sẽ bị không tiêu và nó sẽ lù dù trong vòng một vài ngày và nó sẽ có thể gây đến cái trường hợp xác suất là tử vong cho con chim. Đến như mình thế thôi, mình bị sặc thì nó rất là khổ. Nó thì các bạn nên nhớ là các bạn bón cho những chú chim của mình là các bạn tránh trường hợp chim bị sặc. Đấy, con này là diều núa đã sạo sạo rồi, đứng ra đây quay mặt màn hình bên này. Ok. Đó. Ok, quay tí nữa bố nói chuyện. Các bạn bón mỗi một chuồng ô này của mình là nó khoảng 15 con thì mình sẽ bón trong vòng khoảng 10 phút. Đó. Vậy vì cái thời gian cho chim non của mình là rất là dài chứ không phải không đâu các bạn. Đấy. Rất là dài chứ không phải không. Những chú chim này là nó được đó. Các bạn thấy là mình bón không bao giờ con bao nhiêu con chim là không có con nào bị sặc hay là bị bẩn hay gì cả. Chúng đều bông tơi và chúng đều khỏe mạnh. Đó. Chúng đều bông tơi và chúng đều khỏe mạnh. Thế còn cái việc pha trộn như thế nào trong cái lúc bón cho chim thì các bạn có thể alo thẳng cho mình có thể chia sẻ một phần nào. Đó. Thế bởi vì những chú chim của chúng ta thì những chú chim của chúng ta ví dụ như những chú chim này. Các bạn ạ, những chú chim này là bắt đầu là bắt ra từ ngày hôm qua để bón. Đó, thì chúng không có một cái khái niệm là tấn công cái tay mình, có nghĩa là chúng tớp mỏ. Đấy. Thế thì các bạn nên nhớ là những chú chim đấy là mình bón thì sau này nó rất là thuần. Đó. Chuông điện thoại đang reo nhưng mà cái giờ mình bón chim là mình không nghe được điện thoại của ai cả. Các bạn thông cảm. Bởi vì thực ra mình cũng có thời gian nhất định và có những cái công việc nhất định. Đấy, các bạn đừng nghĩ là tôi đăng lên mạng mà bắt buộc lúc nào cũng phải nghe, lúc nào cũng phải trả lời tin nhắn của tất cả các bạn trên YouTube và Facebook. Bởi vì quan điểm của tôi là tôi làm thật thẳng, rõ ràng. Nếu như đăng video lên clip số bao nhiêu con chim như non hay chim bố mẹ hay chim khách là rõ ràng. Nó là khách, mồi là mồi, non là non, giống tốt là giống tốt. Tôi không có thời gian để mà trả lời hay là tư vấn trừ các bạn chân thành, các bạn tôi có thể chia sẻ. Thế nhưng mà có một số người cứ bảo là tôi bán hàng online mà kêu, thì là không phải. Các bạn nếu như các bạn là tôi thì các bạn không thể làm được như tôi. Bởi vì 12 giờ đêm tôi vẫn đang ở dưới chuồng chim. Các bạn đừng nghĩ là tôi nhàn hạ hay tôi gì cả. Tôi rất vất vả, tôi rất đam mê. Các bạn đừng nghĩ là như thế. Nên là tôi chia sẻ với các bạn về cuộc sống thường ngày của tôi cũng như vậy thôi. Đấy, một vợ hai con và những tất cả những cái xảy ra trong cuộc đời thường tôi đầu tiên nó là cái sự đam mê chim cụ gậy. Đấy, các bạn đừng nghĩ là tôi kinh doanh, đầu tiên tôi phải là đam mê. Chính vì đam mê đấy thì tôi cũng có những cái kinh nghiệm nhất định và tôi cũng đã có được những cái uy tín nhất định với anh em, với các bác cao tuổi và các bác trung niên và các anh em đam mê chim cụ gậy cũng như các cháu thiếu niên nhi đồng. Bởi vì cái chơi chim cụ gậy là nó không phụ thuộc vào lứa tuổi nào cả. Đấy. Thì tôi chia sẻ như vậy. Đây, cái loại này là thì nó bắt đầu bón được 1-2 ngày. Loại này thì được 3-4 ngày. Đấy, thì các bạn đừng nghĩ là đấy, thế như loại này thì cũng thế thôi. Tôi bón cho chúng. Đấy. Đấy. Thì các bạn thấy là những chú chim. Đấy. Các bạn thấy là những chú chim còn đang máy cánh.
nhưng mà rất là to đúng không? Chim mã ngỗng phấn hồng động thổ. Đấy, đang máy cánh đây. Đang máy cánh. Đấy. Thì ví dụ như đồ chuồng bên này cũng thế, các bạn thấy không? Đến giờ mình cho ăn cám và cho ăn thóc kia cũng vậy thôi. Thì chúng luôn luôn hướng về con người. Tôi bón bao giờ biết mổ thành thạo mà thả ra cũng không đi. Tôi bán cho các bạn. Đấy. Nên các bạn thấy là con chim nó ra khỏi cửa lồng. Nó đứng ở trên tay. Nó không bay đi đâu cả, nó không giật mình, nó không hoảng loạn gì cả. Nên các bạn thấy là tôi chia sẻ từng cái khoảnh khắc. Đấy, nó còn rỉa vào tai tôi này. Đấy. Đấy, các bạn đừng nghĩ là tôi thêu dệt gì cả. Đấy, nó là cuộc sống thường ngày. Đây là những chú chim. Đấy, những chú chim mặc dù là đó, nó cứ nhào theo người thế thôi. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đáng yêu đúng không? Rất là thân thiện, rất là thực tế. Và thực tế là thực tế, sự thật là sự thật. Tôi có chia sẻ với các bạn, nếu như các bạn nào biết rồi có thể thông cảm, còn các bạn nào chưa biết có thể là tham khảo. Đấy, tôi cũng không mong đợi nhận được cái gì cả, bởi vì mạng xã hội, internet nó là một cái sân, một xã hội ảo rất là rộng, phong phú gấp trăm ngàn lần xã hội thật. Chúng ta biết cái gì chúng ta chia sẻ, đó là sự quy tụ của trí tuệ tập thể. Nếu như mà chúng ta được nghe, được nhìn thấy những cái sáng kiến, những cái ý kiến, những cái kinh nghiệm của những người đi sâu vào một lĩnh vực nào đấy, thì mình chắc chắn là 10 người, các bạn thừa nhận với tôi là đều phải cảm ơn những cái người mà đã tìm ra cái chân lý đó và chia sẻ cho mọi người. Tôi cũng vậy, tôi không làm được cái việc hơn thế nữa. Ngoài cái chủ đề chim hú gáy thì tôi cũng chia sẻ với các bác cao tuổi và các bác trung niên, cũng như là các anh em chơi chim hú gáy như vậy. Đấy, thì cái trang trại chim của tôi thì lên đến hàng nghìn con, và những cái lượng chim non thì không giới hạn, một vài trăm con trong nhà luôn, 300 con trong nhà. Cái loại như thế này ở dưới chuồng biết ăn rồi, nó lên đến hàng 200-300 con luôn. Các bạn đừng nghĩ là như thế cả. Nên là các bạn hỏi một đôi như thế nào thì đối với tôi thì là quan điểm của tôi, quan trọng là những cái điểm quý nhất của con chim hú gáy ấy, nó là cái độ thuần và độ thân thiện. Cái điểm thứ hai là nó cái giống nó phải chuẩn, chân đỏ mỏ đinh mã ngỗng phấn hồng rồi cánh tiên hay là khuy cườm hay là giao long hay cái gì đấy, nó liên quan đến giống. Và ngoài cái giống ra thì chúng ta có thể liên quan đến cái độ gọi là âm giọng. Âm giọng thì nó rất quan trọng, âm có thể là âm thổ đồng, âm thổ bầu, thổ diều, còi kim còi hay là còi đồng. Thì các bạn mỗi người mỗi quan điểm, mỗi sở thích. Đấy, mà nó rất theo cái thổ dưỡng của từng vùng thì nó cũng sẽ có rất nhiều những cái bản sao, có những rất nhiều cái công thức về chim cu gáy. Đấy. Ví dụ như là ở ngoài Bắc thì tôi cũng thấy là chim cu gáy ở khu vực Phú Thọ hoặc khu vực Bắc Giang thì cũng rất là hay. Đấy. Ngoài ra chim ba vì thì cũng có những cái màu sắc của chim ba vì. Đấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo, hoặc là có là các bạn có thể trải nghiệm rồi. Đấy, có những con nó ăn được rồi, có những con nó mổ lúa rồi. Nhưng mà để mà tăng cái độ thuần thục trong vòng mấy ngày tới này để cho nó biệt lập thì các bạn lên sờ mó vào những chú chim như thế này. Đấy, để cho nó thực sự là thân thiện con người. Thì khi tôi bán cho các bạn thì các bạn nuôi thì dù sinh sản hay dù là nuôi lồng đơn thì các bạn sẽ đón nhận được một món quà trong cuộc sống của bạn về mặt tinh thần. Đó là cái sự người bạn đồng hành trong cái niềm vui, trong cái áp lực công việc hàng ngày. Các bạn về nhà, các bạn lắng nghe được những cái hình hài và những cái âm gáy chào đáp gù của những chú chim gáy của chúng ta. Đúng không ạ? Thì đó là cái mặt tinh thần của cuộc sống. Tôi không bán chim thịt các bạn ạ. Tôi không thịt mà tôi không giết mổ một con chim nào cả. Tôi đến với con chim là bằng cả một cái sự đam mê và hướng về thiên nhiên. Đấy, các bạn thấy là cái chuông điện thoại của tôi hiện từ bấy giờ là trong vòng khoảng 10-20 phút không có một nghỉ một chuông nào luôn. Bởi vì cái nghe điện thoại của tôi nó quá tải. Đấy, mà tôi cũng chỉ có một sim, hai sim là cùng, chứ không bao giờ tôi nghe được một lúc nhiều cuộc cả. Mà tôi cũng không gây dựng lên một cái tổng đài gì cả. Tôi nói chung là mình gọi là chân thành hết mình đến đâu thì mọi người phải thông cảm, chứ còn trách mình thì mình cũng đành chịu thôi. Đó, thì cái loại này là nó cũng đã biết ăn rồi, có con này ăn thạo này, có con này còn mình hỗ trợ một vài ngày, nên các bạn biết là mình
đây. Những cái chú chim này là mình có số này, đấy, số 0 này. Đấy, thì nó theo đôi của nó khi xuống ổ rồi các bạn. Đấy. Số. Đấy, đây cũng là số này. Tất cả cái khuy này nó là cái số. Đấy. Thì cái gắn này là nó thuộc về cái cao su màu vàng có số, nó ứng dụng từ trong cái mã số ở cái bảng hộp điện trong những cái công trình lớn. Bởi vì người ta sẽ quy ước cái mã số đấy để người ta tránh nhầm lẫn và quản lý, dễ quản lý trong công hệ thống điện ở các khu chung cư và khu nhà nghỉ. Đấy, thì cái này là chúng ta mua ở những cái cửa hàng điện nước lớn, người ta sẽ có một lỗ luôn. Đấy, cái này là số 4 này. Số 4 đâu rồi? Quay số 4 đâu rồi? Đấy, số 4 ngược. Số 4 ngược các bạn. Đấy. Mình bắt lại một con trong này là số mấy? Này để về bao nhiêu nhỉ? Số 7. Số 7 là Zalando rồi. Zalando rồi. Ok ok. Thì xin chia sẻ với các bạn như vậy. Thời gian của mình cũng thực hiện clip này thì hôm nay trong cái chủ đề này thì mình cũng chia sẻ là mình khẳng định là mình sẽ cung cấp cho các bạn chim giống non chuẩn theo đôi, chống mái và độ thuần cao, và âm giọng cũng là rất là ok. Thế thì còn cách nuôi chim non, bón chim non như nào thì các bạn có thể tham khảo trên kênh Chim Cu Gáy Hay trên Facebook và trên YouTube của Thao. Và địa chỉ của Thao là thuộc thôn Xuân Hòa, cổng trại Đà Điểu, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và cái ekip của mình có văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhà xe Anh Khuyên tại bến xe Miền Đông, và ở bến xe Mỹ Đình thì mình cũng có văn phòng.